Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Lạnh Mai Chi. Hôm nay thì mình sẽ xin chia sẻ với các bạn, các anh em thợ, một cái cách để mà mình làm sao để mình kiểm tra được cái hư hỏng liên quan đến linh kiện đếm từ, hay còn gọi là IC hen. Thì ở đây mình có mấy cái dạng IC hen. Về mặt nguyên lý và cấu tạo thì nó cũng giống nhau thôi, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cơ bản để giúp, hy vọng rằng có thể nó sẽ giúp cho các bạn sẽ nắm được phần nào để có thể kiểm tra được những cái hư hỏng liên quan tới linh kiện đếm từ, hay gọi là IC hen, một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ở đây mình có một cái bộ số liền motor của cái máy giặt Sanyo inverter ở trên. Thì cái đếm từ của cái motor này thì người ta gắn ở đây, và nó sẽ có bộ dây điện ra gồm hai rắc. Thì cái rắc mà có ba chân vàng xanh trắng này là ba cái dây UVV kép của cái motor. Đấy. Thế còn cái đếm từ thì nó sẽ có 5 dây. Đếm từ có 5 dây. Thì ở đây 5 dây thì các bạn thấy là nó sẽ chia thành các cái màu dây như sau. Dây màu đen là dây mà sẽ dùng để, hay còn gọi là GND, gọi là dây mát cấp nguồn nuôi cho cái linh kiện trong cái bo IC hen này hoạt động. Dây đỏ là dây cấp VCC là nguồn dương. Còn lại là ba dây là dây tím, dây cam và dây nâu, là ba cái xung hen là cái bo này nó sẽ phát về cái bo mạch xử lý. Thế để kiểm tra cái IC hen ở trong này, ba IC hen trong này nó còn sống hay là nó hư hỏng, thì chúng ta sẽ cấp nguồn nuôi cho nó và chúng ta sẽ tiến hành đo. Các bạn có thể sử dụng cái cục nguồn đa năng, nguồn điều chỉnh như này. Đó. Thì các bạn sẽ điều chỉnh 5V, dao động khoảng tầm 4 phần mấy 5V đều được, trên 5V một tí cũng được. Đó. Thì dây đen là GND thì chúng ta sẽ kẹp cái kẹp đen vào này. Dây đỏ VCC cấp nguồn 5V thì chúng ta sẽ kẹp vào dây màu đỏ như này. Đó. Thì chúng ta sẽ dùng đồng hồ đo. Quay đen chúng ta sẽ chọc vào cái dây màu đen, tức là dây GND, hoặc kẹp vào đây cũng được. Đó, sau đó chúng ta sẽ gì? Đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ chọc vào từng cái tín hiệu xung hen như này. Đấy. Đấy, kim đồng hồ. Các bạn thấy kim đồng hồ đang ở số 0, ta sẽ xoay cái motor, xoay khẽ thôi. Đó, chúng ta thấy nó lên 5V chưa? Rồi chúng ta lại xoay, nó lại về không. Chúng ta lại xoay, nó lại lên 5V. Hai, lại về không. Đó, ở một cái tín hiệu của một IC hen đấy thì nó cứ lên 5 rồi về không thì là cái xung hen của cái dây đó tốt. Còn nếu như nó không lên được 5 hoặc chỉ lên lờ lờ một tí hoặc không lên được thì là cái linh kiện IC hen mà gắn với cái dây màu tím đấy bị hư hỏng. Đấy, tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển qua đo với tương tự với dây màu cam. Đó. 0, 5, 0, 5. Đấy, chúng ta xoay lên 5. Đấy. Như vậy là cái dây thứ hai cũng tốt. Cái dây màu nâu
Đây phải để chung quay mát nhé, chúng ta chỉ đo ba cái dây sông hèn phát về thôi, đó là dây tím, dây cam và dây nâu, còn quay mát chúng ta sẽ đo chung với dây đen. Lòng dây 5 0 5 0 đó. Như vậy sau khi chúng ta kiểm tra như vậy thì cả ba cái dây tím, cam và nâu này thì xung hen đều lên 5 và về 0 một cách đều đặn. Như vậy là ba cái linh kiện IC hèn ở trong cái bo điện tử này vẫn còn hoạt động tốt. Chỉ cần một trong ba cái IC này làm việc không bình thường, tức là không được, không lên 0 và không về 5 thì đều là hư hỏng, dẫn đến cái bo này sẽ hư hỏng và chúng ta sẽ phải thay thế hoặc là sửa chữa. Cũng tương tự như vậy thì ở trên các máy giặt khác mà có điện tử thì nó cũng hoạt động tương tự, các bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách như vậy. Chúng ta có thể kiểm tra trên máy, hoặc là đây là cái bo điện tử của cái máy giặt cửa ngang LG, hãng Samsung cũng vậy, hãng nào cũng vậy thì nó cũng đều cấu tạo như nhau. Thì ở đây người ta có 5 chân cắm, thì nếu các bạn để ý kỹ thì dưới mạch in này người ta ghi cái chân đầu chân này. Nào, mình chỉ cho các bạn xem. Đó, với các bạn có nhìn được không? Vì nó ghi dưới lớp keo nên hơi là khó nhìn. Chân đầu tiên là người ta ghi VCC, tức là chân này sẽ cấp nguồn 5V. Chân tiếp theo ghi chữ GND, tức là chân sẽ cấp mát. Chân ở giữa thì người ta ghi chữ NC, tức là chân bỏ trống. Đấy. Còn hai chân này người ta sẽ ghi là chân SA và SB, tức là hai cái chân này là hai cái chân mà cái xung đấm từ nó sẽ phát về bo mạch. Đấy, để kiểm tra nó thì các bạn có thể kiểm tra trực tiếp trên máy, hoặc là cũng như vậy các bạn biết cái chân cấp nguồn nó thì các bạn cũng có thể cấp nguồn vào để kiểm tra thử. Đấy, chân đầu tiên VC ta cấp dây màu đỏ này. Chân thứ hai là dây ta sẽ để khoảng 5V hoặc là dưới 5V tùy, để tránh quá nguồn nó bị chết cái bo. Đó, thì các bạn chân thứ hai là chân GND, các bạn sẽ kẹp dây đen vào. Và cách đo cũng tương tự như cái cách mà mình vừa hướng dẫn các bạn đo ở cái bo cửa trên. Đó. Các bạn thấy đó là đây mà các bạn sẽ phải dùng, nhưng đối với loại này thì chúng ta nó không gắn chân động cơ thì chúng ta sẽ phải dùng một cái viên nam châm như thế này. Chúng ta thử, ta đưa vào đó, như vậy là cái chân này là của con IC hen này. Ở đây nó chỉ có hai con IC hen thôi, một con hai con đấy. Cái que đồng hồ này của mình nó bị gãy nên mình chưa kịp thay thế, nên nó hơi khó một tí, các bạn thông cảm. Đó, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ đưa vào. Đấy, chúng ta đưa vào nam châm vào này. Đấy, chúng ta lật mặt viên nam châm lại thì nó về không rồi. Chúng ta sẽ lật mặt cái viên nam châm lại thì nó lên 5. Lật mặt lại thì nó về không, tức là ta đổi cực tính của nam châm đấy. Thì nguyên tắc của cái IC hen này nó đổi cực tính của nam châm thì nó sẽ hoạt động như vậy. Đó, chúng ta lật mặt thì nó lại về không, lật mặt nó lại lên 5. Như vậy là con IC hen này còn tốt. Chúng ta sẽ thử tiếp tục như vậy, ta thử con bên này. Cái ta đổi cái nào này sang đây. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ đưa vào đấy lên 5, lật mặt về không rồi. 5 0 rồi. 5 0 này. 5 này. Lại làm cái mặt. Đây nha, các bạn thấy này, này, khoảng này nha, 5 này, 0, 5, 0. Như vậy là hai IC hen trong cái bo điện tử của máy giặt này còn tốt. Cũng tương tự như vậy, thì ở đây mình cũng có một cái điện tử của cái máy giặt Toshiba cửa trên.
thì cái loại này người ta sẽ bắt ở cái buli của cái bộ số. Thì để kiểm tra nó thì chúng ta cũng có 3 dây. Đó là dây màu vàng, màu hồng, xanh lá cây. Thì đối với máy giặt Toshiba ở trên thì người ta sẽ thường là quy định là dây màu vàng là dây VCC, tức nguồn 5V. Dây màu hồng là dây GND, dây mát. Xanh lá cây này là dây xung hen phát về. Để kiểm tra nó thì các bạn có thể cấp nguồn 5V vào hai dây này. Đó. Rồi chúng ta sẽ đo cái dây màu xanh lá cây này. Sau đó ta sẽ dùng viên nam châm này đặt vào đây, nó sẽ lên nam. Ta lật mặt qua lại, nó sẽ về không là nó còn tốt. Còn nó không hoạt động như vậy thì là cái sen trong cái bo này nó bị hư hỏng, ta sẽ phải thay thế. Cũng tương tự như vậy, thì đây là cái motor của cái máy giặt Toshiba ở trên. Một cái loại này thì người ta gắn ở cái phía đuôi của cái motor. Thì ở đây có một cái vòng nam châm, khi mà rotor quay thì cái nam châm này nó quay. Đó. Ở trong này người ta cũng gắn một cái xe hèn và nó cũng có 3 dây. Đó là dây màu vàng VCC cấp nguồn 5V. Dây hồng là dây GND, là dây mát. Dây xanh màu lá cây này là dây tín hiệu IC hen phát về khi motor chạy. Thế thì để kiểm tra hư hỏng của nó thì chúng ta cũng làm tương tự như mình vừa làm đối với cái máy hen của Sanyo. Ta sẽ cấp nguồn vào đây, cấp nguồn 5V vào đây, dương 5V, mát. Rồi chúng ta sẽ đo giữa mát với cái dây màu xanh lá cây này và chúng ta sẽ xoay cái trục của nó. Chúng ta sẽ thấy là tín hiệu nếu nó lên rồi 5V rồi về không, lên 5V rồi về không thì nó còn tốt, còn nó không hoạt động tức là nó hư hỏng. Tương tự như vậy, để kiểm tra một cái lệnh IC hen trong một cái quạt giật lạnh của điều hòa như này thì nó cũng có 3 dây. Thì trong đó nó có một cái dây VCC để cấp nguồn, một cái dây GND mát và một cái dây người ta sẽ ký hiệu là FB. Thường ở trên cái quạt giật lạnh điều hòa thì người ta sẽ ký hiệu cho mình biết IC hen của nó là người ta sẽ ghi VCC này, GND này, VL, tức là tín hiệu xung hen phát về. Nhưng mà nếu người ta ghi không ghi cái tên màu dây thì chúng ta cũng khó xác định được dây nào là dây VCC, dây nào là dây GND và dây nào là cái dây mà xung hen phát về. Thì để kiểm tra được nó thì chúng ta sẽ nhấc này ra. Nếu như các bạn không biết cách đo xác định được, chúng ta sẽ nhấc ra, chúng ta xem. Trong cái trục rotor người ta cũng gắn một cái vòng nam châm như thế này. Khi cái rotor coi này thì cái vòng nam châm này nó cũng quay. Và đây, đây chính là linh kiện IC hen các bạn nhé. Và trên cái đầu dây này thì người ta có ký hiệu cho mình biết. Đấy, VCC. Gần ở đây là dây đứng giữa. Dây này là dây VL. Đó. Đấy, thì để khi chúng ta đã biết cái vị trí dây nào là dây VCC cấp nguồn và dây mát và dây V rồi thì chúng ta có thể muốn thử sống chết nó thì ta sẽ cấp nguồn cho nó.
đây thì mình đã ghi sẵn ra bên ngoài này, VCC, RD và out. Thì bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn cho nó. Đây, dây ngoài cùng là VC, chúng ta sẽ cấp nguồn dương kẹp dây màu đỏ vào. Dây đứng giữa là GND, chúng ta sẽ kẹp với dây đen vào, kẹp chung với que mát luôn. Đấy, chúng ta đo và chúng ta sẽ xoay motor, chúng ta sẽ thấy kim đồng hồ nó về, lên, về, không, 5, 0, 5, 0, 5. Như vậy là cái IC hand ở trong này hoạt động tốt. Đấy, như vậy là cái chúng ta đã xác định được là cái IC này tốt. Nếu bệnh liên quan tới không kiểm soát được tốc độ quay của quạt gió thì chúng ta sẽ loại trừ được và sẽ sửa chữa trên mạch điện phần xử lý tín hiệu xung phản hồi của cái điều tốc quạt. Đấy. Thì đó là những chia sẻ mình xin chia sẻ với các bạn để các bạn giúp, hy vọng là có thể giúp được các bạn phần nào nắm được về cách kiểm tra và hoạt động của IC hand để giúp mình có thể loại trừ được một số cái căn bệnh. Chúng ta có thể sửa chữa máy móc một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Mình xin kết thúc video ở đây. Chúc các bạn thành công. Và các bạn đừng quên là hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video chia sẻ những kiến thức cơ bản cho các bạn cũng như cho mọi người cùng biết. Xin cảm ơn tất cả các bạn.